lọc á, à, bể lọc chạy nhìn sướng nhá. Thác nước chạy từ trên này. Mấy anh em đang chạy. Chạy xuống đây là cá. Teo. Vô đủ rồi đó. Chạy khỏi chạy nghe ôi chỗ này để cây phải khỏi nếu may lại quay về được tôi gọi là tôi một tí gọi là khoảng 40 vừa luôn con này cơ của nó mấy chục triệu Ba đúng rồi. Mình mua lúc cái mầm nó còn bé tẹo. Vâng. Cái cốt này bây giờ tìm khó lắm. Bé tí này anh em thấy không? Vừa giao lưu con bé tí thì này, anh Trường về. Mình canh đậu cũng tặng cái này. Alo. Đấy, nhắn một con. Đấy hai con. Chết thật, giờ cây mini giờ khủng quá. Chủ yếu là hàng bác để em cái chậu. Thôi anh em lấy cây thôi, mình không để chậu. Không để chậu à? Thôi, không cần. Cây mình để cho. Rồi ok. Em thật với bác là em thích cái chậu em mới mua cây, bác lại bán cây, bác không để chậu cho em, bác hiểm quá. Thôi thế đi, để chậu này, để cây cho mình chơi, đấy, để chậu. Ai để anh em nó xa rời nhau. Vừa cho vào hôm qua xong. Thôi chứ giả đủ 12 triệu nhất cả chậu. Em giả đủ. Được rồi. Ok chưa? Anh Trương lấy cái chậu này cho em nhá. Xong rồi. Làm cái cây xoài nữa. Cây này nó bé em nuôi vào đây. Đường nét này anh em nhìn xem được không? Đấy, cắm có mấy con đá thôi. Em thấy bệ đá đẹp. Đấy, buổi tối nó làm cái này cũng làm đấy. Ông cái làm này vợ mất nhờ, khoe đấy. Vợ mất nhờ. Trốn vợ ở đây này. Trốn vợ ở đây làm khoe. Đây, cái này làm 2 đêm này. Đấy, lấy cái cây xoài này ứng quá. Cái này làm 2 đêm. Mà... Đại ca đây là xoài hay cóc nhỉ? Xoài chứ. Xoài. Sao lại là cóc, quả xoài? Thì em thấy quả nó bé bé, em tưởng cóc. À, chú đã xem ảnh nó chưa? Hả? Đây cây thật đây, còn phải xem ảnh làm gì nữa. Đây này, anh vừa chụp cái này. Nhìn thấy chưa? Hoa kín luôn này. Hoa đẹp chưa? Đây. Đây. Hoa của nó đỉnh. Chết rồi, cây xoài là chết với em rồi. Đấy. Lấy cổ phiếu bất trang nhà bảo rồi bảo em lấy đi không lấy là anh bê về đấy này. Thì anh bảo là em phải nghe chứ cả sao được ở nhau phiếu nó đã mình ngại nhất là bê về sau rồi nay gạ bảo anh ơi để lại cho em mình nghĩ mà lúc đấy nó bực thôi quay mặt ra bên kia mình biết cái sở thích như thế nào là mình biết cái này cái mẹ đá này đấy hai đêm. Con đấy em nhớ con đấy nhà ông Hạnh đấy. Trước em cứ gạ ông Hạnh đấy. Không. Con này là của anh chứ ông Hạnh làm gì có. Long ấy. Nó bảo nếu thế thôi anh không đổ chắc này đâu. Nó định gạ em lấy những cái phôi xấu xấu. Bảo anh cả vườn chú anh thích mỗi phôi này thôi. Nó bảo rất nhiều người giảm giá cao em không bán. Bảo thế thì thôi. Anh thích mỗi. Tại nó gạ em mà. Nó bảo là anh nên lấy đỡ em cái gì. Bảo anh thích mỗi phôi này thôi. Còn nếu nó không đồng ý thì em cũng giải tán. Cây mình, cây này cây em này, em này, thì các bác cứ thích cây to thì em thích mỗi phôi này. À. Mình thích mỗi phôi này. Ở nhà xem này. À. Cái phôi này bác thấy không? Cây xanh quê. À, cao tay này. Phôi xanh quê già. Giá kinh điển luôn. Già cây như hoa thạch rồi này. Cái tay cắt này. À, tay cắt này. Con này lá hơi đẹp nha. Con này bầy xỉnh hả anh? Con này đẹp nhờ? Hàng này hàng hiếm. Hàng hiếm à? Đẹp đấy. Nếu nó hàng nhỏ là nó giá trị nhất vườn mình. Thì mình chả có con này là hàng nhỏ là võ nghệ hơi kinh ấy. Nó lưu cục.
nó không nhập nó là sản lam bền hạ. Này hạng ngọn. Vẫn là chỉ được gọi là xanh quê thôi. Già quá. Vẫn được gọi là xanh quê. Cắt cũng kỹ. Cái đấy nó già thực sự luôn chứ. Thôi rồi. Đi chơi nhiều. Ủ miêu lần sau là sao? Đây này. Nhìn đi. Đây à. Con này này. Ngồi con này khiếp quá nhỉ. Xanh Phúc An đấy. Xanh Phúc An là xanh gì anh? Vào gần mà xem. Không có lá đi, em nhìn kiểu gì? Nhìn thân trước đi. Nó là chất xanh Phúc An. Màu da nó vàng như này. Lá nó đẹp lắm. À. Đấy lại có cái để bắt lỗi đấy. Đúng rồi. Có lá không? Nhịp mà. Lá nó khác hẳn luôn. Không giống như quê hay móng hay gì cả. Nó là một dòng xanh quý. Một dòng xanh quý. Ừ. So với Tích Giang thì nhào anh? Đéo lại được. Không lại được. Nhưng 1910. À, thế thì hơn móng, hơn quê. Nghĩa là lai giữa là móng và Tích Giang. Nó so với cả Tích Giang này nó không được bé như Tích Giang mà nó được cái là cũng khiếp ấy. À, lá không được nhỏ, côn như Tích Giang. Nó 1910. Ờ, ok, còn con này gọi là xanh Phúc An. Ừ. Được, xong rồi. Mà nhìn chân bệ mà thân của nó kia. Chân bệ thì không có gì chê rồi. Thân thiết thì khiếp quá rồi. Nó nu ấy, nó nu toàn thân ấy. Đây đây, mấy vết này là nu đây đúng không? Nó nu tự nhiên ấy. À, thế thì là chất cái da là có vẻ giống con hình tròn, lá thì là không đẹp như Tích Giang. Ok, thế thì có lẽ cụ ấy đấy, xài ngon quá nhỉ. Ừ, như được. Củ gừng. Ừ. Hai mặt ở đều đẹp được. Con này gọi là con củ gừng. Ừ. Ok, củ gừng củ nghệ nhá. Em thích củ gừng củ nghệ ở dưới Gamba. Hôm nay là chương trình đấu giá. À, anh em nhìn những phát này nhá. Đây là toàn điền đấy nha anh em nhá. Độ già thì độ già của điền này. Đấy, điền. Nhìn gỗ nhá. Đấy. Dạ. Nó đang ủ mưu em ơi. Cái nó đang ủ mưu chương trình đấu giá. Em quay các cái sản phẩm lát nữa đấu giá. Buổi đầu già đấy em xin và phép vắng mặt anh xin. Thế thôi bỏ qua anh nhá. Anh bỏ qua anh riêng luôn. Đấy. Về thì em vào để nói chuyện với bác sĩ nào. Thôi nhập tiệc chưa? Nhập tiệc với bác sĩ nào? Đi nhập tiệc đi. Hôm nay là có chương trình rất vui anh em làm cây đấu giá. Đấu giá cành cuộng. Đấy, hôm nay có chương trình đấu giá. Anh em nhà vườn. Anh trực tiếp. Nếu mới tới đâu bỏ này ra này, ngồi trên này này. Đấy, ngồi vào đây. Bỏ này ra này. Bỏ này ra này. Mà khủng lồ sai to như bác. Như này này. Ừ. Bác có cho em thì em cũng không có chỗ đi. Ừ. Thế thôi à. Em chọn là cái gì? Đấy là cái gì? Những cái cây khổng lồ, những cái cây to thì ở dưới gầm ấy nó chấm cái nào có cái cây nó nhỏ bằng cái bếp dầu. Đang đàm phán về cây. Em nhìn thì em nó giống anh em đó đang đàm phán. Không biết là đấy có phải cây rừng không? Đấy đi. Đi. Có đấy thì lại trả lời chú. Củ mưu. Là không chuyển giao cho thằng đạp gà. Kinh nghiệm luôn. Không. Đây đấy là cây như này này cũng phải nói. Không được dài thôi, không nghe. Xem clip của thằng Hoàng. Nó không mua nhưng mà mình nghe được là cây xanh Phúc An. Không, cậu không. Mình chẳng có cây xanh Phúc An nào cả. Em ấy sẽ mở cái túi đen này chỉ chấm mình nhỉ? Không, được mày hỏi cho anh lấy về nó có cái xanh gọi là xanh Phúc An. Chứ là đổ vào cái lúc không có túi đen cơ. Anh Hải lấy con đấy được không? Ta đổ chung vào cái cả nước chấm đi. Thằng đấy, thế thằng đệ mình nó ngu thế chứ đấy. Ok. Thôi không nói chuyện nữa. Em không nghe thấy anh Sĩ nói là cho em con đề đấy cái lần nào mà nếu mà nghe thấy là chắc chắn là em lấy luôn chứ em cũng không khách sáo, em cũng không có kiểu như thế đâu. Quá ghê, không tốt gì với mình đâu. Không em. Chả tốt đấy. Lời nói bây giờ gió bay lắm. Nghĩ là nó tốt với mình quá vậy không ạ? Em hỏi anh bây giờ con đề nó cao có 25 phân mà nó già ú như thế, anh thấy em chê bao giờ chưa? Đi cành cuộn mà chả chê.
không có lý do gì. Mà rõ ràng là em, đó là em ủ mưu, anh biết là em tìm con đề 2-3 năm nay, đa với đề em tìm 2-3 năm nay mà em chưa tìm được con nào. Không có lý gì để thoát đúng không? Nó còn trước cái câu ý. Là lúc sĩ nói ấy, thì Hoàng nó bảo nhà em có con đề rồi. À đúng rồi, ở nhà mình có đấy, con đề rồi. Thì tôi cần đề để anh Trương. Sao mình lại nói câu đấy nhỉ? Giáo để anh cả để anh Trương. Ai bảo Tuấn Anh nuôi đau bụng cơ? Anh Trương đang ngồi đấy. Thứ hai là rõ ràng anh nói rồi, cái cây này là cây anh Hải không lấy tiền nên là anh không thể bán được. Đấy. Thì thôi người là anh em thì thôi việc xong rồi bác nói gì sao chả thế. Thế là vui rồi. Đúng rồi. Việc nó xong rồi thì không thể đè đi lấy tiền được. Thôi anh mình chứ ai. Mà anh Trương. Anh Trương em không lấy được con đề là dối đi về sớm à. Dối đâu mà dối. Dối lại ngoan. Tả lại ngoan. Thôi đạt đưa anh nó về cẩn thận nhá. Cảm ơn anh Trương nhá. Cảm ơn đất trưởng anh Đoàn ạ. Phải cảm ơn anh Hải mới đúng chứ. Anh cho em đi đúng một vòng đã. Đấy. Anh Hải. Nhờ anh Hải nhường anh Trương cây đề hôm nay em mới có bữa ăn ngon. Nghe điều. Anh lại bảo là miếng ăn thì đến mà miếng đòn thì đi. Thằng này văn vẻ được. Em chạy chơi nhá. Nó chuyển ra nó văn này đấy. Văn. Rồi ok. Rồi. Đi khẩu trang của chiếc cẩn thận nhá. Mũ bảo kia không đeo rồi anh ạ. Bảo nó đi ra đường rồi cẩn thận. Tác xã Hoa và cây cảnh Thăng Long ấy à. Nghe căn quen này như là cái thương hiệu này trên Facebook tôi có gặp rồi. Hóa ra là ở đây à. À tưởng ở Hà Nội, hóa ra là ở tận đây à. Rồi hôm nay sẽ vào để xem là cây cối ở đây như nào. Thấy cái quay clip trên Facebook hoành tráng lắm. Rồi, để xem chất lượng cây nó khá là rộng. Toàn cảnh thì khá là rộng. Cái này không có gì cả. Già rồi. Đà. Cây thì già, đường nét này nhiều ngào lắm. Tùng xanh. Ôi trời. Thấy trên Facebook hay đăng là vườn này đấy à? Nghe quả hợp tác hóa xã Hoa cây cảnh. Cây này
Ai, có cái thông này được rồi. Thông này nước ngoài làm. Cái nước ngoài làm nhìn cái nét cây là khôn hơn hẳn. Nhìn nét cây là khôn hơn hẳn. À, trong này còn có một cái phòng con này. Những cây nhỏ. Thông mà đẹp này. Cũng không phải dìm hàng đâu, nhưng mà đúng là cây của nước ngoài ta làm nét cây nó khôn hơn anh em ạ. À, thì cái nét cây nó khôn hơn hẳn, mà đây chỉ là cây gọi là bình thường của người ta. À, phải cố gắng nhiều lắm. À, xin chào. Nhà nào ạ? Nhà này á? Có nhiều không anh? Thế à, để em vào em xem thử. Là bầy trong nhà à? À đấy à, cây họ đang bầy ở trong nhà. Chắc là trong nhà là ưu tiên cho những cây đẹp kỹ. À, anh em vào trong nhà xem. Huyện Đan Phượng. Xem đây, chắc là những cây nhỏ đẹp ở trong này. Nào, không gian rất đẹp nha anh em nhé. Đấy, không gian bày thì rất đẹp. Ok, không gian bày rất đẹp. Giờ thưởng thức từng cây một này. Cái này chắc là cây hải châu rồi. Không gian phố cổ ấy. Trong này bày biện đẹp nhỉ, thảm đỏ thứ. Đây anh em vào đấy mất được chục cây rồi. Dạ. Và tốt quá. Mình ở chỗ đây, mình cái khu ở đây là mình đã làm ở lâu chưa anh? Làm được năm nay năm thứ 3 rồi. À đấy à, 3 năm rồi. Và tốt quá. Nó không có dịch thì linh bình cho hoành tráng con này đúng không ạ?
Vâng. Đang chuẩn bị vào form hay gì đại gì? Nhỏ quá. Nhưng mà thôi, qua đợt này loại lên. Cây này đang mạnh rồi. Mình có mang đi chơi không anh? Có chứ. Yeah. Đề xuất phát từ phố cổ đấy. Nghiêm truyền bây giờ lại về tay đây mấy năm. Thế à? Ở đây xuất phát cây, ở đây xuất phát từ phố cổ à? Không, cây đề. Cây đề này á? Cây đề này phố cổ là nhà ai anh? Trước của bọn Kiên Cầu Giấy với Hạnh Tóc Dài này. Ôi, hai ông đấy đâu phải là phố cổ. Thì cứ cho Hà Nội đi. Hai ông đấy thì một ông Cầu Giấy, hai một ông ở Xuân Thủy. Mấy ông ngày xưa hay ở Hoàng Thành Công hay để ngoài trong cái ông này để lại cho đây mà người. Hai ông đấy thì còn heo hút lắm, chưa gọi là phố cổ được. Ông Hạnh Tóc Dài để cây ở đỉnh Mai Dịch. Chưa ông hay để ngoài Hoàng Thành đó. Hoàng Thành... thật cần chưa đây. Để ra và trong nhà nghe đó. Cây đâu kia à? Là có cái gì trắng trắng ở trên lá này anh? Đâu? Cây bàng này kìa. À thế này. Nó làm tổ hay sao hay nó khu đây bày biện đẹp đấy anh ạ, chia các cái gian nhà ra từng khu thoáng đấy. Cái vườn này rất hay này. Đấy, cái chuẩn bị bày cây đấy. Làm để rau sạch bây giờ mình chuyển sang làm cây trưng bày như chỗ này mà tạo làm một cái triển lãm là cũng đẹp chứ, địa lý đi lại cũng tiện, không gian ok. Bày mini ăn đẹp. Anh bảo ra xem con rối đâu anh ơi, đâu à, con to này á, con to này em xem rồi, to này em xem rồi, được cái thân cái quái. Anh ấy bảo mình xem cây này. Vui vui thôi. Nhìn cái màu lá nó khác vậy. Mà màu đang ghép vào. Tức là bị đơ phải ghép thêm mắt. Đúng rồi. Bị đơ, mắt dài quá, xa quá. Ghép mấy cạnh đấy. Ghép thêm mấy mắt. Lẽ ra chỗ này phải ghép thêm một chỗ này. Đây này, chỗ này ghép thêm một mắt nữa này. Có thể ra đây này. Đây này. Họ đang ghép thêm mấy mắt đấy. Đây chỗ này phải ghép thêm mắt ra. Đây mặt phải đây này. Đây này, mặt phải. Đây này đứng chỗ này mới là mặt phải này. Đây này, nó mới nhìn rõ phô được cái phô được cả thân cả tay. Tức là có thể trọng bằng lại được nhưng sâu thêm một tí nữa. Bởi vì tùng mới thông mà để lâm quá cứ dễ chết. Và cây này phải cho sâu xuống mới có an toàn. Độ an toàn mới cao được. Và để lâm cây nó giá trị mà. Con này bé này ra. Cây mấy chục nó phải sâu ruột chứ. Cây nó giá trị cái an toàn là bạn.
Xong chưa anh? Đấy, thế là anh em đã giao lưu được một cây đầu tiên 3,5 tỷ. Nhưng mà phải có cái xẻng để bâm bâm được cái rễ này này. Căng cái gì? Có cái gì? Mình có cái gì để bâm được cái này? Và anh gọi cho sao? Anh cứ gọi một cái cho lo chuẩn chỉ đi. Không thì thôi. Thế ngày mai là chưa lên 6 gói về. Đun nước sôi đổ ra cốc để khoảng tầm 15 phút sau bắt đầu mới đổ vào pha. Là hú. Bác đấy gửi gắm ở đây hơi nhiều ấy nhỉ. Chương này con này học với chất nhanh. Ôi anh già lắm rồi. Lại thêm một ống no. Anh Toàn cây đẹp. Uống nhiều nước. Uống nhiều nước rồi. Vẫn chưa xong. Chờ tí lát nữa chốt thì quay cho anh em xem. Giao lưu. Bác trợ giúp cho nó đi để đẩy được. Bác hỗ trợ anh em nhấc ra khỏi cái chậu cái. Không có chậu đấy. Cưa đi đã. Cưa đi, để anh xị anh ấy làm đi. Ok, rồi, cứ mạnh dạn. Bao nhiêu năm mới được một khúc. Một. Chuẩn luôn. Đấy, không bị mất rồi nhé. Để mua xong thì tại chỗ. Rồi. Đấy. Đúng không bác? Có bác bên cạnh tư vấn bác này, chưa làm sao được. Làm gì mà lạch được. Đấy, cũng phải thất nghiệp. Thôi được rồi. Thôi được rồi. Và về nó ra mầm đã bác ạ. Bây giờ là nhổ nó, vấn đề là nặng nề là nhổ nó ra khỏi chậu. Bây giờ dùng cái thủng chặt đây đã. Chặt đây ạ. Em lấy thủng. Thế còn hai bên này thì cạnh. Thủng đi để chặt. Chặt thẳng đúng. Cái này dựa nữa. Cần phải cho nó xuống đất không? Bảo bác đi trông được cái kéo. Kéo á? Thôi rồi, để em thợ thì thôi. Cứ loay hoay. Đang nhé phải lao vào sớm thì cứ để cho anh em loay hoay. Quá tháng thật. Cứ giấu nghề. Cho kia bên cạnh lên xong chọc. Thôi rồi làm nốt đi. Chứ ai lại để thế bao giờ? Đây gạch đây. Cưa này không được em. Quý anh em lắm. Để anh em cứ loay hoay giấu nghề. Trong cái gì ở trong. Xấu tính lắm không được. Đây viên nữa đây. Đấy. Anh cần cái gì em có đấy luôn. Đây. Cho vào đằng này. Thế xong thì mấy cái thủng mà chọc. Chọc cái này nó đứt cưa. Thủng đây. Về kỷ luật mất thủng mà chọc đi. Giao dịch 3,5 tỷ. Thủng kia. Bên tay phải của em. Không, cái đấy không chọc được em. Cái kia anh ơi. Anh xí thôi, anh xí đứng xa xa ra là anh làm hỏng hết cả cái hình ảnh của em rồi. Anh ra để người có nghề người ta làm. Đây. Không rồi, cắt lại. Anh thấy sự khác biệt chưa? Thấy sự khác biệt chưa? Cái này
Cây này là anh lấy để anh tặng em đúng không? Thôi thế tôi chả cần. Thôi anh cứ làm này. Vừa mới ướm lời. Đã gạ mua được rẻ xong lại còn chọc xong thì ông mua để ông lại tặng nữa. Mày không ai tắm hai lần trên cùng dòng sông em ạ. Vừa rồi mày đã lừa tao cái màu chi màu xanh rồi. Không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Nó lừa em là cắt lá cái màu xanh. Cắt xong nó bằng của nó. Ấy. Mua xong lại còn chọc xong nó tặng em. Mỏng nữa. Mỏng nữa, không bê bê vẫn nặng đấy. Bê anh ơi, bê mình sẽ chết anh ơi. Còn hoạt động chút. Anh Trương dẫm vào đây. Đấy là anh Hải anh chỉ làm mẫu thôi nhá. Anh Trương cho anh xa xa cái tay ra xem nào. Anh Hương dẫm. Đấy, giữ ổn định cái cây ấy. Đừng có phi ở chân anh nhá. Chân anh Trương là chó không hiểu sao rất thích cắn ấy. Trời ơi sao anh Trương chân quả. Đây bà con xã kia không dùng nghề lắm. Chặt đi đứt xong về cưa sau cái đấy còn phải cắt hết đi. Còn cắt nhiều. Anh, cái cưa đâu rồi? Cưa. Ôi chỗ đấy đang làm ngon mà. Đây. Mạnh quá. Đấy, bây giờ lần sau đi phải mang theo cái rìu của anh Ngọt nhá. Đấy, thấy chưa? Anh Hải anh động tay một tí thôi là nhìn nó. Cái xem nó có bị xước cái thân không? Không sao đâu, chuyện vặt, không sao. Không. Cho nó thêm một tí cho nó có mà có tí sẹo. Cầm dài cái thuổng ra mới chọc được, cầm sát ngắn thế thì mới nực đâu mà chọc. Thôi nhưng mà có những cái cũng phải không phải. Nếu như mà tay nó chuẩn thì cầm dài. Còn tay không chuẩn thì mình cầm ngắn. Hai lần chọc nó trúng vào một chỗ. Đấy. Nhìn cái tư thế của anh ý thấy nó khác rồi. Anh Hải làm này xong lát rồi anh ý tặng mình đấy. lật ngửa. Sang đổi tư thế. Thôi. Anh xí xa xa ra. Cái này để trắng hay để đỏ anh? Trắng. Sư huynh ở đây có biết không? Cái cây đề này là để trắng hay để đỏ? Để nhìn lá nhìn thân kia chắc là để trắng. Để trắng đúng không anh? Thôi thế thôi. Anh Trương cầm mang lên đi. Mình anh cốt đẹp phết. Mày quá mua được cái cây cốt đẹp thế là được rồi. Cái này là giao dịch bao tiền này? Có lẽ 3.5 tỷ ạ. 3.5 tỷ được. Vâng. Chơi được. Vâng. 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 Vệ sinh là chơi được anh ạ? À? Được. 4 tỷ. 3 tỷ rưỡi anh này. 4 tỷ. À 4 tỷ à? Tăng lên 4 chơi rồi em xin lỗi. 4 tỷ. Vâng. Không, anh này anh chả thích gì, anh chỉ thích già. Thôi được rồi anh ạ, em nghĩ cho vào bao tải về nhà mình làm cho nó đỡ ấy anh ấy. Đi, cho bao tải, cho lên xe. Xách một bên, anh xách một bên. Phải có cái gì lót đang chứ. Cho lên cái bao tải lót đã. Lật, làm tiếp. Vẫn nhiều à? Cắt bớt đi cho nó nghỉ hè. Làm cái xe nhỏ đi. Xong rồi cái bao tải lót cho xe, em bỏ cái xe. Thôi được rồi, anh cứ làm nhá, để em đi xem săn thêm còn cái gì không nhá. Không có gì là về phải tặng em con đấy đấy. Vâng, phong cách anh ạ. Phong cách chờ thời.
Hỏng rồi. Xoay được con đề thì ông kia ông ấy lấy mất của mình rồi. Chậm mất con đề là ông ấy thịt mất mình rồi. Mà sảnh ra phát là được. Sảnh ra cái mất ngay. Ông kể đẹp với ông ấy làm hăm hở thế. Cái giả nó 5 triệu không bán. Không bán. Thế người ta đưa anh em về đây tiện thì mua cơ. Nhẹ rồi đấy nhưng mà cứ thích cưa anh ạ. Cưa rồi là nghiện, không dừng lại được. Sao nó đi là khổ lắm. Ừ. Tặng em đi em cưa cho. Quay cưa sang bên này cưa. Quay cưa sang bên này. Sang này cưa thì nó mới biết. Đấy, sĩ ra nào để cho anh cưa nào. Thế thôi, còn cho vào bao tải đi, về làm cho sạch sẽ. Ai cái cửa đây thế rồi. Thôi được rồi.